Thưa quý vị và bà con, trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn đang có những diễn biến phức tạp, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định đã và đang tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Trong đó, công tác tuyên truyền đến những địa bàn có đông người là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống được chú trọng triển khai. Những ngày này, công việc thường xuyên của ông Hà Văn Tuấn và những thành viên của tổ COVID cộng đồng làng Hà Văn Trên, xã Canh Thuận, huyện Vân Canh là đi từng ngõ, gõ từng nhà để thông tin đến bà con về những biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Nhờ thông thạo địa bàn, hiểu biết về đời sống sinh hoạt của bà con, nên ông Tuấn có nhiều thuận lợi trong công tác tuyên truyền, giúp bà con nắm được thông tin dễ dàng và chủ động phòng dịch bệnh. Tổ tuyên truyền COVID cộng đồng liên tục là tuyên truyền cho bà con, làm sao là thực hiện đúng theo chủ trương cấp trên. Nhất là mình không đi xa, rồi là đi đâu là phải ra, đâu là phải mang khẩu trang hết, không được ở đồng người. Đa số thì còn và người đồng bào dân tộc thiểu số cái trình độ cái nhận thức thì ban đầu thì cũng rất khó khăn, nhưng mà qua cái cố gắng hoạt động của cái tổ cộng đồng thì tuyên truyền thì hiện tại là cái nhận thức của bà con của làng là đánh giá rất là cao, thì nhà nào nhà đấy thực hiện như các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và các chỉ thị công văn của tỉnh, của huyện, của xã. Thị trấn Vân Canh có khoảng 864 hộ dân là đồng bào dân tộc thiểu số. Để đảm bảo những yêu cầu của công tác phòng chống dịch COVID-19, công tác tuyên truyền đã được triển khai linh hoạt. Cùng với lực lượng cán bộ thị trấn được phân công nắm địa bàn, 25 tổ COVID cộng đồng với hơn 100 thành viên tiến hành phân loại khu vực dân cư và các nhóm đối tượng cụ thể để có kế hoạch tiếp cận và tuyên truyền phù hợp. Trong quá trình thực hiện thì hàng tuần, hàng ngày thì tổ COVID cộng đồng thường xuyên đến từng nhà, những cái trường hợp, những cái hộ chưa thực hiện được, thì chưa có tiếp xúc được và chưa có nhận thức được, thì tổ COVID cộng đồng tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền thêm để cho những cái hộ này thực hiện. Thời gian qua, Ủy ban Nhân dân huyện Vân Canh đã triển khai các biện pháp tuyên truyền chống dịch với nhiều hình thức phù hợp tại từng địa bàn. Trong đó chú trọng việc tăng thời lượng phát sóng của các đài truyền thanh cơ sở, phát huy vai trò của người uy tín và các tổ COVID cộng đồng trong kiểm tra, rà soát các đối tượng trên địa bàn, nhất là những khu vực cách trở về địa hình và có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. In khoảng 10.000 cái tờ rơi để cấp phát cho người dân, để cho bà con đọc và hiểu được cái việc thực hiện cái thông điệp 5K của Bộ Y tế rất là quan trọng. Thứ hai nữa là hướng dẫn cài đặt các cái app trên về khai báo y tế trên cái điện thoại thông minh. Để công tác phòng chống dịch tiếp tục đạt hiệu quả trong thời gian tới, huyện Vân Canh tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, đồng thời triển khai phong trào toàn dân tham gia phòng chống dịch COVID-19, xây dựng mô hình gia đình an toàn, khu phố, thôn, xóm an toàn, xã, thị trấn an toàn để phòng chống dịch COVID-19, nỗ lực giữ vững vùng xanh an toàn để thực hiện mục tiêu phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo.